Hôm qua, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện Long Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về 1973-2023 và 30 năm thành lập Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện. Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy huyện được thành lập ngày 22 tháng 4 năm 1993 với tên gọi Ban Liên lạc Tù Chính trị, với tổng số hội viên là 186 người. Đến nay, số hội viên trên địa bàn huyện còn 111 người, trong đó có 99 hội viên chính thức và 12 hội viên liên kết. Trong những năm qua, hội luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các ban ngành của huyện đã hỗ trợ và cấp kinh phí hoạt động. Do đó, các hoạt động của hội ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, hội cũng có những bước phát triển đi vào trọng tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa những người cùng cảnh ngộ, động viên, chia sẻ cùng đồng đội lúc đau ốm khó khăn. Lễ kỷ niệm là dịp để các chiến sĩ gặp gỡ, ôn lại tinh thần trung kiên, bất khuất trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.